Em xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài. Hôm nay thì ngày 21 tháng 4 năm 2023. Thì em muốn gửi đến cô chú, anh chị và các bạn mộ của cô Huệ, nghệ sĩ nhân dân Thêm Kim Huệ. Và muốn thông báo với chú Thanh Điền thì chú hãy yên tâm là ở đây chị Tuyết Thị Nhung. Ở đây cũng có là già chị Tuyết Nhung. Ngày nào cũng lau mộ cho nghệ sĩ nhân dân Thêm Kim Huệ là vợ của chú Thanh Điền á, chú Thanh Điền cứ yên tâm nha chú. Thì đây nè, cái khăn ướt nè. Chú thấy không? Ở trên trên đây á là chị là lúc nào cũng lau khăn ướt nha, không có lau khăn vải bình thường đâu. Là dơ là chị thay đổi khăn khác. Đó, thì hôm trước em cũng có gửi chị mấy bịch khăn ướt để lau cho mộ, em thấy ngày nào chị cũng lau. Đó, chị rất là thương và mến cô Huệ. Đó, chú Thanh Điền hãy yên tâm nha. Chị thắp hương nè, sáng chị thắp hương rồi sau đó chị lau. Đó, chị lau ảnh nè. Đó, lau cho sạch nè cả nhà. Chị rất là quý luôn. Mà không biết là chị có làm ở khu này không mà chị lại đây chị lau ta. Chị làm ở khu khác hả chị? B3 1.3. Mà phải khu này không? Cái đối diện bên tàu. Nhưng mà không phải khu này đúng không? Mà chẳng qua là chị thương và mến mộ của cô nên chị lao đúng không? Cái tâm của mình. À, chứ là chị đúng ra là chị làm ở khu khác đúng không? À, nói cho cả nhà thấy không? Chị Tuyết Nhung. Tên đẹp ta. Tên đẹp lắm đó, Tuyết Nhung. Chị Tuyết Nhung hả? Dạ, Tuyết Nhung. Tuyết Nhung giống một tên một ca sĩ đó ha. À, đúng rồi, giống một ca sĩ, tên ca sĩ nào đó. Chị này à... Nói. Đó. Chị đang vừa lao vừa nói chuyện điện thoại cả nhà. Chị này đang nói chuyện với ai? Nói chuyện điện thoại, nói chuyện điện thoại. À, vừa lao vừa nói chuyện với cô Thanh Xuân Quả. À, tưởng nói chuyện. Cô đang, chị đang nói chuyện điện thoại. Đó. Nhưng mà chị cũng tranh thủ, mặc dù có công việc nói chuyện điện thoại nhưng mà chị vẫn vừa nói vừa lao nè cả nhà. À, chú Thanh Điền hãy yên tâm nha. À, chú ở xa cũng yên tâm là mộ của cô Huệ lúc nào cũng được trang hoàng sạch sẽ. Và nhang khói đầy đủ luôn. Đó. Sáng sớm giờ này mới có 6 giờ hơn thôi. À, em thấy á, ngày nào là chị cũng ghé đây. Là giống như là trước khi chị qua cái khu mà chị làm á, là chị ghé đây chị lau mộ cho cô Huệ trước. Rồi sau đó chị qua bên khu của chị đúng không chị Tuyết Nhung? Đúng. Đúng rồi. Rồi chiều chị có lau không? Có. À, có nghĩa là chị lau ngày 2-3 lần luôn. Ba cử luôn, sáng trưa chiều luôn hả? Hai cử sáng với chiều. Lao một ngày cử thôi, cử buổi sáng được rồi. Chị lao hai cử luôn anh? Dơ. Dơ, đó. Dơ mình lao. À, chị lao là hai cử, là sáng sáng với lần là ngày nào đều đặn cũng vậy luôn. Trời, quý quá, tấm lòng. Thương quá. Thương tấm lòng chị ghê luôn á. Mấy mốt mà chú Linh ấy là tôi làm luôn. À, mai mốt là chú Vũ Linh có mộ lên là chị hứa là chị lao vậy luôn. Lao bằng khăn ướt vậy luôn. Cho dù chị làm ở khu khác cũng làm vậy luôn hả chị? Đúng. Trời ơi, quý quá. Thì em nghe mấy sư á, mấy sư có nói á, mình giúp được người mắc á, hoặc là mình đi chùa lễ Phật nhiều á, hoặc là giúp được người mắc á, thì kiếp sau mình sẽ được gọi là báo đáp đó chị. Chị có mong được báo đáp không? Mong cho mạnh giỏi. À, mong cho mạnh giỏi là được rồi ha. Mạnh cái tay, khỏe cái chân, làm nhiều việc ha. Đó. Cả nhà thấy nè, chị lau nè, lau bằng cái khăn ướt chứ không có lau bằng khăn bình thường nghe, hết cái dơ tấm này là bỏ tấm khác á. Thì chị cứ lau đi để khi nào hết chị báo em lấy khăn ướt tiếp cho chị nha. Hôm bữa em có đưa ba bịch đó, lau đúng. Hết chưa? Lau hết một bịch còn hai bịch. Ừ, khi nào hết báo em nha, hoặc là có thể ngày mai em đem xuống cho chị tiếp. Nha. Nhớ nhớ mai sáng mai gọi gặp em thì em có đem xuống thì lấy, chứ nhiều khi em quên đó chị, hôm bữa em có đem chị đó. Tuyệt vời quá cả nhà ơi, chú Thanh Điền ơi, chú hãy yên tâm nha. À, chú Thanh Điền à, nhìn thấy rất là vui luôn. Đúng rồi, nhiều khi á, mộ mà có người thân mà được an táng ở đây á, mà ở xa đâu phải ngày nào cũng viếng được đâu đúng không anh Khang? Nó thì ở đây ngày nào đâu cũng đâu đến được nó. Mà cái mộ thì cũng như cái nhà của người sống, thì cái mộ là cái nhà của người chết. Đó, thì nó thì ngày nào mình cũng lau chùi quét dọn gọi là thì nó sạch, ta nói là nhà sạch thì mát mà. Bát sạch ngon cơm thì cái mộ của người mất cũng vậy đó anh. Đúng rồi. Nó mà chị Tuyết ở đây á là làm không không có gọi là kể công luôn nha.
Đó, chị lau phía sau nữa cả nhà, lau trước lau sau luôn nha. Làm rất cũng như rất kỹ càng sạch sẽ luôn. Chị lau từng ngóc ngách luôn, chị lau từng cái đường chỉ luôn á cả nhà. Đó mà một ngày lau 2-3 lần nữa. Lau 2 lần luôn, chị quy ước trong đầu, chị quy định là sáng lau 1 lần, chiều lau 1 lần. Em thiệt sự em quý chị Tiết lắm này, tấm lòng. Hy vọng, tấm lòng của chị Tiết. Chú Thanh Điền nhìn thấy rất là vui hạnh phúc luôn. Chú Thanh Điền thấy rồi. Thấy rồi hả? Dạ, chú Thanh Điền biết chị Tiết Nhung này rồi. Thì cũng như là xem qua clip này nữa thấy nữa. Hôm bữa chú Thanh Điền hình như là em có nhớ là chú Thanh Điền xuống là kiếm chị đó. Mà kiếm chi vậy? Mà kiếm thì để cảm ơn chứ Linh Chi. Chứ đâu phải là kiếm kiểu kia. Kiếm chi? Hết hồn hả? Hết hồn hả? Làm hết hồn à? Không, em thiệt, em có hình như là em có nghe nói là chú Thanh Điền kiếm chị để gửi một lời cảm ơn thôi chứ không có gì hết. Quá đẹp luôn, trời sạch sẽ luôn, bóng lưỡng luôn. Thiệt luôn, em nói thiệt sự không phải nó xạo chứ ngày nào mà chị cũng lau mà sáng lần chiều lần giết mà cái đá này nó bóng chứ thể đem lượt chải đầu được luôn. Em đi qua cái B3 trời bóng lưỡng luôn. Bóng B3 hả? Mộ ai bên đó? À, mình phục vụ cho những người chết ở đây. À, có nghĩa là chị là cái khu của chị đó phải không? Đúng. Có nghĩa là cái khu của chị làm cho nó bóng lưỡng luôn phải không? Là mình hoàn thành cái trách nhiệm của mình thôi đúng không chị? Nè, cái đám ma này lắm nó vô. Ở bên chỗ chị đó hả? Ờ, đúng rồi. Là một lát nữa chị sẽ phục vụ bên đó, chị làm bên đó. Quá hay luôn chị ơi. Chị làm tới mấy khu lận? Hai khu. Khu bên kia hả? Đúng. Đó, nè, chị lao ở dưới cái chỗ cái... cái bệ đá phía dưới nữa nè, phía dưới nữa nè cả nhà. Đó. Mà chị làm chị không có cần phải công cán gì luôn á. Thiệt, em quý nể chị luôn á chị Tiết Nhung. Trời. Nhà chị đâu? Cha mẹ chết hết rồi. Cha mẹ chết hết hả? Mồ côi. Mồ côi hả? Từ nhỏ luôn hả sao? Từ nhỏ luôn. Rồi ở với ai? Ở với Sơ. Ở với Sơ hả? Hay là trong chùa hả? Đúng rồi. Tà ơi. Còn chị có gia đình gì không? Chứ có giờ hết rồi. Trước có giờ bao giờ hết rồi phải không? Mà hay á, chị làm như vậy em thấy quý chị luôn á. Là ba mẹ mất hả chị? Mất rồi. Ba mẹ mất rồi bắt xong vô chùa ở với Sơ. Rồi xong cái vô đây xin việc làm ở trong đây. Là làm chị làm trong đây bao lâu rồi? 6 năm. 6 năm rồi. Trời ơi. Bây giờ chị ở một mình hả? Chị ở đâu? Chị ở chỗ nào? Ở trong chùa luôn hả sao? Ở công ty cho. À, công ty cho ở đây. À, trong đây là chị, có nghĩa là chị ở trong đây luôn. Rồi. Mình làm đây không có cần giờ giấc gì hết. À, mình làm. Không có cần công ty cho thêm lương không lên thêm lương. Ừ. Cái tâm của mình. À, có nghĩa là công ty lên hay không lên thì cũng được ha. Nói chung mà chị ấy làm không kể công việc gì hết á. Là chị làm miễn sao là hoàn thành trách nhiệm thôi. Làm không kể giờ giấc. Đúng. Chị Tiết Nhung nha cả nhà. Chị làm việc không kể giờ giấc nha. Chị mồ côi từ nhỏ thì em nghĩ là do chị mồ côi á nên chị cũng biết được tấm lòng và cái những người mà có người thân mất á không thể nào viếng được thì chị cũng giúp coi như là chú Thanh Điền nè, với lại ở cái khu của chị có những cái người mất á. Đó, chị lau dưới gạch dưới đường đi luôn nè cả nhà. Trời ơi quý quá chị. Chị lau dưới cái đường đi luôn nè. Nó tới đường đi cái đó quét sơ là được ở dưới đó. Không, chị lau luôn. Đó. Cái này á, là em muốn chia sẻ đến cho cả nhà mình biết. Với lại không phải là để khoe khoang hay là cái gì đâu anh Khang. Là để chia sẻ cho cả nhà biết là cái nghĩa trang hội viên này á, là anh chị ở trong đây nè. Là giống mặc cái áo xanh xanh giống chị này nè. Hầu như là em thấy là anh chị nào cũng nhiệt tình nè, cũng rất là chu đáo. Là lau mộ, quét dọn cỏ, quét rác đồ đó. Là hàng ngày luôn. Mà rất là nhiệt tình ha, và vui vẻ niềm nở nữa. Thì đó là một cái nơi gọi là đáng gửi gắm cái gọi là cái người mất của mình á vào đây. Mà đặc biệt là em thấy là chị Tiết Nhung, em mấy ngày nay ở đây á, em ở bên mộ cậu Vũ Linh á, cậu Năm Vũ Linh á, thì em thấy chị Tiết Nhung này là một, phải nói là một người chu đáo. Ngày nào cũng đến thắp hương luôn. À, và mới bắt đầu công việc. Đúng rồi. Chị là thắp hương cho cậu Năm Vũ Linh nè, rồi xong lau cái bàn thờ xong cho cậu Năm nè, rồi sau đó là qua thắp hương cho cô Thanh Tim Huệ, rồi bắt đầu lau mộ, lau nãy giờ đâu cả nửa tiếng hồ luôn đó. Em là em lau đây em thấy là em thấy trễ rồi đó. Nó chị lau có đường đi luôn nha, trời Phật. Thiệt luôn á. Rồi bây giờ lau xong là qua bên khu chị làm hả chị? Lau lần nữa. Lau nữa hả? Ủa lau được vậy là sạch rồi. Lau cái mặt nữa là xong. Lau cái mặt nữa hả? Trời. Vậy là chị cảm thấy là chưa sạch hả? Chưa.
Trời ơi, em thấy là sạch rồi đó mà chị chưa thấy chưa sạch nữa. Nè, em cho cả nhà xem nè. Sạch gì mà chị nói là chưa sạch nữa. Lau ghiếc mòn rồi chú Thanh Điền la đó nghe. Trời. Hả? Chú Thanh Điền mới sửa mộ cho cô đó mà chị lau quá là nó mòn đấy. Đó, chị lau trên cái máy ngói nữa nè cả nhà. Máy ngói ở trên nữa nè. Nó lau từng cái đường chỉ chỗ nào ngóc ngách nó dơ là chị lau hết luôn á. Quá trời. Rồi chị lau vậy rồi tối chị cô Huệ có về nói chuyện với chị không? Có thấy cô Huệ không? Chưa thấy hả? Thôi thì thôi kệ ha, mình làm việc cái tâm gì. Em chúc chị nhiều sức khỏe nha. Em nghĩ là em nghĩ là cô Huệ sẽ cũng phù hộ chị đó. Có nhiều sức khỏe. Dạ. Có cần tiền bạc gì không? Không. Không cần tiền bạc gì hết. Chị cần sức khỏe mạnh giỏi thôi hả? Ờ đúng. Tiền bạc có tiền bạc mới có đồ ăn chứ. Biết có nhưng mà mình làm ra. Ừ, mà có nghĩa là mình làm ra mồ hôi nước mắt của mình. À. Nó quý đồng tiền. Dạ. Là có nghĩa là chị muốn tay mình làm ra đồng tiền thì nó mới có giá trị đúng không? Đúng. À. Chị làm lãnh lương thôi chứ không cũng như là cũng không cần vụ cho tiền hay này nọ mà đúng. Không lấy người ta cũng buồn. Người ta cũng buồn. Thôi mình làm có cái tâm đi. Có tâm là trời sẽ thương mình. Đúng. Chủ yếu là có tâm. Chúng với số. Chúng với số hả? Cho chúng số hả? À. Cái chúng với số là do mình. Chúng với số là có căn nhà ở. À, ý là chị mong ước là có một căn nhà hả? Là chị muốn căn mong ước căn nhà ở khu nào? Ở gần đây không? Trong Nghĩa Trang đây hả? Ở trong này Nghĩa Trang ở ngoài. Thôi, không thích. Là sao? Là căn nhà Nghĩa Trang là sao? Ý nó muốn có căn nhà. Mấy ông sếp cho thương cho ở đây luôn á. À. Mình chuyển đi đâu hết. À, để làm đúng không? Người ta đâu cắt nhà trong này đâu. Không có cắt nhưng mà người ta thương cho ta ở đây luôn đi. Ừ, thì ra không là vậy. Không cần cái gì hết. À, ý chị nói là gì nè? Là hy vọng là lãnh đạo của Nghĩa Trang á đúng. Là cho chị cái ở giống như một cái phòng trọ cũng được. Đúng rồi. Nó giống như cái phòng trọ cũng được ở trong đây luôn để đi làm cho nó tiện. Ừ. Đúng không chị? Cái gì mà nó có biết chạy xe đạp đi xe đạp. À chị không biết đi xe đạp ha. Chị biết xe đạp thôi. Nó chứ không phải là chị muốn căn nhà trong cái khu Nghĩa Trang. Ừ. Đó, hồi nãy em cứ tưởng là chị muốn cái mộ. Không, em suy nghĩ ủa chị tự nhiên muốn căn nhà trong Nghĩa Trang. Đó, chị lau chậu nữa nè cả nhà. Ờ vậy là hy vọng là cái video này đăng lên thì lãnh đạo thấy trời ơi. Lãnh đạo thấy được không lãnh đạo cho không? Không lãnh đạo cho chị ở trong đấy cho chị ở trong này luôn đúng không à, lãnh đạo dù tới già mình đi quét đá đa trong Nghĩa Trang với lại thắp nhang cho Nghĩa Trang lau mộ luôn à lắm như là làm công quả vậy phải không à, thì em hy vọng là lãnh đạo chị cũng thấy được là cái tâm tư của chị đúng. Là chị muốn ở trong đây một cái phòng nhỏ nhỏ cũng được đúng. Nó thì được gọn gàng để cho mình ở thôi rồi sau đó là mình đi làm hàng ngày đúng. Khỏi cần phải đi ra ngoài tại vì chị không biết chạy xe nó thì ý em muốn là muốn lãnh đạo chị thấy là như vậy thôi nó một người rất là nhiệt tình chu đáo luôn chị lau cái từng cái chậu nữa nè trời ơi, chú Thanh Điền mà thấy được chị lau như vậy đó chú Thanh Điền chắc khóc dữ lắm á không ai bằng gì ngoài nha cô Huệ hả bên đâu ừ dạ cô Huệ làm có cái tâm đừng dạ. Có kể công đừng kể công ha chị đúng. Dạ em biết mà nếu mà kể công thì chị đâu có làm hàng ngày đâu đúng dạ chị thẳng thắn nhiệt tình cả nhà có sao nói vậy đó làm mà kể giờ giấc gì không có gì kể đúng rồi mình đi sớm về trễ cũng được buổi chiều thì mấy giờ chị bắt đầu lau thường là chị đó là vô quét rồi lau mộ tưới cây bắt cỏ dạ rồi chiều rồi mấy giờ chị lại đây chị lau mộ cô Huệ lần nữa 5:15 năm nhìn hết nè 5:15 hả ừ. 5:15 là bắt đầu chị lại đây lau mộ xong là chị về luôn ở đây là dưới quần hương à trời ơi, chị có quy định là sáng sớm là phải lại đây thắp hương cho cô Năm xong lau mộ đúng. Cho cô Huệ rồi đúng 5:15 chị lại đây lau một lần nữa cho mộ cô Huệ đúng nữa. Rồi, cho nó sạch sẽ chứ nhà mình á. Đúng rồi, quá sạch luôn đúng không cả nhà? Nó quá trời sạch luôn. Rồi xong rồi đó hả chị? Rồi đi qua khu chị phải không? Qua bên khu của chị hả? Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Mạnh cái tay, khỏe cái chân nha. Rồi chạy nè, chị không biết chạy xe máy cả nhà, đi xe đạp gì đó, nó đi vòng vòng gì đó. Đó cả nhà, thì đây là cái video mà em muốn gửi đến cô chú anh chị mình
là chị ở đây là chị Tuyết Nhung, là một nhân viên của nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Mặc dù cái khu này không phải là cái khu của chị quản lý mà chị đúng đáng lẽ ra chị không có làm đâu, nhưng mà do chị mến mộ và yêu mến cô Huệ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ, mà đến đây lao mộ lao mấy lần luôn, lao tới lao lui, lao xuôi lao ngược tới, thậm chí mà cái phía ở dưới đây là cái đường đi nè, nó mà chị còn lấy khăn ướt chị lao nó phía. Cả nhà thấy ở đây nè, sạch sẽ không, bóng lưỡng không, nó lao bằng khăn ướt đàng hoàng nha cả nhà. Thì hôm trước em cũng có gửi cho chị là 3 bịch khăn ướt, em thấy chị lao á, em có gửi cho chị 3 bịch khăn ướt để chị lao, cứ khi nào chị lao hết rồi em gửi tiếp nó đó. Đó chị, cả nhà thấy không, mỗi cô Huệ thì lúc nào cũng sạch cũng đẹp và trang hoàng như vậy nè cả nhà, lịch sự nè, đẹp nè. Và chú Thanh Điền á là cũng đã dát vàng cái chữ lại rồi, rất là đẹp đúng không cả nhà. Thì hôm qua cái cây nến này là hôm qua của một em gái giấu tên nè, em biết cái cây nến này nè, của một em gái giấu tên đã tới thắp hương cho cậu Năm Vũ Linh và cũng cho cô Huệ một cây nến, và cũng như là có cúng là cà phê trái cây nó nhang khói. Cả nhà thấy không, cây này là cây nến nè mà đã được thắp từ hôm qua tới nay hay sao nó cháy hết, nó sắp tàn rồi cả nhà. Đó. Nếu mà cả nhà đi tới đây viếng mộ của cậu Năm Vũ Linh thì hãy đến đây cũng như là cho tài xin một nén nhang cũng như là hồi hướng cho cô Huệ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ cả nhà, cũng được vãng sanh, cũng được siêu thoát, và tất cả các nghệ sĩ ở trong đây cũng vậy cả nhà. Rồi có lẽ là em xin tạm dừng cái video này ở đây, hẹn cả nhà ở những video tiếp theo, những để em chia sẻ có những cái gì hay và hấp dẫn tuyệt vời, và có những cái gì mà nó gọi là khác lạ hay là có những gì thay đổi đó tại mộ của cô Huệ cũng như là cậu Năm Vũ Linh, thì em sẽ bắt đầu chia sẻ tiếp những cái video đến cho cả nhà ở xa mà không có điều kiện đến viếng được thấy được những cái video đúng nhất, thật nhất và chính xác nhất. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trước khi kết thúc video, em chúc mừng cả nhà mình một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.